Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta là ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1. Phần kiểm tra giữa học kỳ 1 có hai phần là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thì khi mà mình làm kiểm tra giữa học kỳ á thì phần trắc nghiệm có 16 câu, mỗi câu là 0,25 điểm nha các em. Còn phần tự luận thì có 6 điểm tất cả. Thì chúng ta sẽ làm 3 câu. Như vậy thì phần ôn tập giữa học kỳ này chúng ta thầy sẽ ôn cho chúng ta tất cả là 30 câu. Và trong đó là có 6 câu tự luận. 30 câu trắc nghiệm nha các em. Thứ nhất là chúng ta quan sát nè. Câu thứ nhất là hệ thống giáo dục quốc dân là gì? Thì chúng ta có các câu trả lời, thì ở đây là câu trả lời chính xác nhất là hệ thống giáo dục đa dạng nha các em. Nó gồm có giáo dục do chính phủ quản lý, rồi giáo dục tư nhân, vân vân ha. Rồi câu số 2 theo em nghề nghiệp là gì? Thì câu chính xác là câu C ha các em, là tập hợp các công việc được xã hội công nhận. Câu số 3, nghề nghiệp mang lại ý nghĩa gì cho xã hội? Thì mang lại ý nghĩa cho xã hội đó là thúc đẩy phát triển kinh tế và đem lại phồn vinh cho xã hội, đó là câu C ha các em ha. Rồi, câu số 4, trắc nghiệm là giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bao nhiêu năm học? Thì là trong 4 năm ha, là gồm 6, 7 là lớp 8, lớp 9 ha. Rồi, câu số 5, khung cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam bao gồm hệ thống giáo dục nào? Thì là chúng ta sẽ có câu đáp án chính xác là câu A, là giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên ha. Câu số 6, số lượng lao động mà người sử dụng lao động có thể tuyển dụng được gọi là nguồn cung lao động ha các em, đó là câu A. Câu số 7, nghề nghiệp nào dưới đây thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ? Là trong 4 nghề này thì nghề kỹ sư xây dựng là nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ha. Như vậy đáp án là câu A. Câu 8, ý nào sau đây nói về tính chất của nghề nghiệp? Đó là ổn định, gắn bó và lâu dài. Câu số 9, theo em chọn đúng nghề nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình? Thì phần này là chính xác là câu B ha, là gánh vác một phần chi phí cho gia đình. Câu số 10, đâu là sản phẩm của nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ? Đó là thiết bị tự động hóa, đó là câu A ha. Theo em, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể đi theo hướng nào? Thì câu trả lời chính xác ở phần này là câu B, vào trung học phổ thông hoặc học các nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp. Câu số 12, ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ không yêu cầu năng lực nào? Ở đây chúng ta lưu ý là không yêu cầu nha. Thì ở đây đáp án chính xác là câu B, có khả năng quản lý con người. Này, đáp án này không chính xác. Rồi, câu 13, giáo dục phổ thông có bao nhiêu thời điểm phân luồng? Thì câu trả lời chính xác là câu B, 2 thời điểm phân luồng. Câu 14, hệ thống giáo dục nào gồm giáo dục tiểu học, giáo hội dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông? Thì đó là do hệ thống giáo dục phổ thông, đáp án chính xác là D. Câu 15, đâu là nguyên nhân khiến một số nghề nghiệp cũ thu hẹp dần? Thì đáp án chính xác là câu B, giảm bớt yêu cầu từ xã hội. Câu 16, vì sao các nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ yêu cầu người lao động cần chịu được áp lực lớn? Thì câu chính xác là câu D, vì công việc phải tiếp xúc với nhiều nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cao, môi trường biến đổi thử thách. Câu 17, bạn Thịnh muốn theo học nghề sửa chữa lắp ráp máy tính sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Em hãy lựa chọn phương án được cho là khả thi đối với mong muốn của bạn. Thì cái phương án khả thi nhất là đáp án B, học ngành kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp. Câu 18, tại sao xu hướng tuyển dụng lao động người lao động đã qua đào tạo có kinh nghiệm luôn chiếm tỷ lệ cao? Thì đáp án đúng câu này là câu B, là để tăng hiệu quả lao động và giảm chi phí đào tạo cho doanh nghiệp. Câu 19,
đâu không phải là môi trường làm việc của ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Đó, đáp án chính xác là câu A, môi trường ổn định không áp lực. Câu 20, nhu cầu lao động trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ hiện nay ra sao? Thì đáp án chính xác là câu B, ngày càng lớn. Câu 21, vai trò của nghề điện nghiệp đối với con người là gì? Câu này đáp án chính xác là câu B, đảm bảo ổn định và phát triển cuộc sống. Câu 22, muốn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp bản thân, ta cần phải hiểu rõ những yếu tố nào sau đây? Thì đáp án chính xác là câu D, khả năng, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp. Câu 23, Tuấn mới tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng có đam mê ngành quản trị và dữ liệu mạng máy tính. Tuy nhiên gia đình Tuấn không có điều kiện cho Tuấn đi học trung học phổ thông tiếp. Nếu em là người thân của Tuấn, em sẽ khuyên Tuấn đi theo hướng nào? Đáp án chính xác là C, khuyên Tuấn nên đi theo học trường trung cấp kỹ thuật công nghệ để theo đuổi đam mê. Câu 24, theo lý thuyết mật mã Hostland, người nghiên cứu thuộc nhóm tính cách nào? Thì đáp án chính xác là C, điều tra. Câu 25, theo mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp, muốn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp thì phải chọn nghề theo phần gì? Đáp án chính xác là phần rễ ha. Câu D. Câu 26, lý thuyết mật mã Hotline chia tính cách con người làm mấy nhóm? Thì chúng ta đã có đáp án chính xác là D, 6 nhóm. Mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp gồm mấy phần chính? Thì chúng ta có hai phần chính ha. Đó là phần quả và phần rễ. Thì đó là hai phần chính. Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ? Câu chính xác là câu B, cá tính của bản thân. Câu 29, yếu tố nào được xem xét là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nghề nghiệp? Thì đáp án chính xác là câu A, năng lực của bản thân. Câu 30 là chọn đáp án đúng nhất. Tại sao sở thích là yếu tố được quan tâm khi đưa ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp? Câu A, vì làm việc phù hợp với sở thích, mang lại niềm vui, giúp nhận biết được năng lực bản thân trong quá trình làm việc. Thì câu này cũng đúng đúng không? Câu B, vì được làm việc phù hợp với sở thích, sẽ mang lại niềm vui, sự hình thành đam mê với công việc, làm việc hiệu quả và thành công với nghề nghiệp đã chọn. Thì câu này đúng hơn câu A. Như vậy nếu hai câu sau mà không đúng hoặc đúng, thua đúng không nhiều, thì đáp án chính xác của ta chọn là câu B ha. Thì đúng như vậy ha. Câu C, vì làm được công việc phù hợp với sở thích sẽ mang lại niềm vui, giúp cá nhân thích nghi với môi trường làm việc. Thì câu này cũng đúng nhưng mà so với câu B thì không chính xác lắm ha. Câu B chính xác hơn. Câu D, vì làm được công việc phù hợp với sở thích sẽ hình thành sự lựa chọn đam mê, thích nghi với công việc. Câu này cũng chính xác, cũng đúng. Tuy nhiên so với câu B thì là câu B đúng nhất nha. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Rồi, phần tự luận nghề nghiệp là gì, ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người? Thì ta có đáp án như sau. Nghề nghiệp là tập hợp các công việc trong một lĩnh vực hoạt động lao động được xã hội công nhận và gắn bó lâu dài với mọi người. Ý nghĩa đối với bản thân, giúp người lao động luôn vui vẻ hạnh phúc, giúp bản thân đảm bảo chất lượng cuộc sống và phát triển nghề nghiệp. Đối với gia đình, giúp người lao động có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo gia đình. Đối với xã hội, là giúp người lao động phát huy được năng lực, tăng năng suất lao động, làm việc hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội. Câu số 2, khi lựa chọn nghề nghiệp theo mô hình cây nghề nghiệp, bạn Lan chọn nghề giáo viên và giải thích với Tuấn lý do như sau. Là do Lan rất thích trẻ em, có khả năng thuyết trình tốt, rất thích làm giáo viên để truyền đạt kiến thức. Nghề giáo viên là một nghề được xã hội tôn trọng, có thu nhập ổn định. Theo em, bạn Lan chọn đúng hay sai? Khả năng bạn thành công với nghề như thế nào? Vì sao? Thì câu này mình thầy nghĩ như sau. Mình đầu tiên mình phải trả lời là bạn Lan chọn đúng hay sai trước. Thì ở đây là bạn Lan chọn nghề nghiệp đúng. Khả năng thành công của bạn là cao đối với nghề. Vì sao vậy?
vì bạn chọn theo mô hình lý thuyết cai nghề nghiệp là bạn chọn theo mô hình rễ cây, là sở thích nè, làm giáo viên thích trẻ nè, rồi khả năng nè. Cái trong cái mô hình rễ cây á thì sở thích là làm giáo viên thích trẻ, rồi khả năng là thuyết trình tốt, giá trị nghề được xã hội tôn trọng, truyền đạt kiến thức, rồi sau đó bạn mới có một cái phần là chọn quả thôi, là thu nhập ổn định. Thì với cách chọn như vậy thì khả năng thành công đối với nghề của bạn này là tương đối cao. Câu số 3, vẽ mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp và vào bài làm và hoàn thành nội dung của quả và rễ. Như vậy nếu chúng ta gặp cái bài này thì chúng ta sẽ vẽ lên cái cây nghề nghiệp này vào trong trong vở của mình, trong giấy làm bài của mình. Sau đó chúng ta sẽ điền những nội dung ở quả và những nội dung ở rễ. Thì cái cây thì không nhất thiết các em phải vẽ nó đẹp nha, chúng ta vẽ tượng trưng thôi được rồi ha. Vẽ tượng trưng có cành, có lá, rồi có quả, rồi có rễ, rồi chúng ta điền nội dung vô thì ở bài làm thì có đáp án ha. Ví dụ như là ở rễ thì chúng ta có là nội dung là sở thích nè, khả năng nè, cá tính nè, giá trị nghề nè. Ở quả thì chúng ta có 5 nội dung nè: công việc ổn định nè, môi trường làm việc nè, lương cao nè, được tôn trọng nè, cơ hội việc làm nè. Đấy. Rồi câu số 4, em hãy cho biết phân luồng trong giáo dục là gì? Thời điểm phân luồng trong hệ thống giáo dục phổ thông thì đáp án như sau. Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học cao hơn, hoặc học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Thời điểm phân luồng trong hệ thống giáo dục phổ thông là sau tốt nghiệp trung học cơ sở và sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Câu số 5, em hãy nói về một ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà em thích và những đánh giá khả năng thích ứng của bản thân. Thì ở đây câu này thì khi gặp câu này thì chúng ta viết ngắn gọn thôi, tối đa 60 từ thôi nha. Và thầy có thể gợi ý như sau, chúng ta nêu đúng một cái ngành nghề kỹ thuật công nghệ, bất cứ ngành nghề nào cũng được, chỉ cần nêu đúng một ngành nghề. Rồi sau đó chúng ta sẽ đánh giá đúng cái khả năng thích ứng của bản thân mình về một cái nghề mà mình đã thích nha. Ví dụ cái nghề công nghệ mà mình nêu đó, nếu mà mình thích mình có thể nêu nó vào, rồi sau đó mình đánh giá cái khả năng của mình. Ví dụ như tôi thích nghề điện đi, vì sao? Mình đánh giá khả năng của mình là do mình giỏi toán nè, mình có tính cẩn thận nè, mình giỏi các môn về tự nhiên đó, thì mình mới thích nghề toán và mình mới thích cái nghề là làm kỹ sư điện, ví dụ như vậy. Hoặc là nghề thợ điện, do điều kiện mình học không không còn điều kiện mình học lên cấp 3 nữa, mình muốn làm nghề thì mình sẽ chọn nghề điện, ví dụ như vậy ha. Rồi em hãy trình bày cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam. Thì cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam gồm các cấp học và trình độ đào tạo như sau: giáo dục nhà mầm non thì nhà trẻ từ 1 đến 3 tuổi, mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi, giáo dục phổ thông tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 và thường thường là từ 6 đến 11 tuổi ha. Trung học cơ sở là lớp 6 đến lớp 9 thì thường thường là từ 11 đến 10, 15. Trung học phổ thông là lớp 10 đến lớp 12 thì thường là từ 15 cho đến 18 ha. Sau đó là giáo dục nghề nghiệp gồm có sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Giáo dục đại học gồm có đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Rồi sau đó là hệ thống giáo dục thường xuyên. Như vậy phần ôn tập của thầy tới đây là kết thúc. Thầy chúc các em học bài tốt, làm bài tốt để có điểm thật là tốt nha. Rồi thầy xin chào tất cả các em.